Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò đến nơi mà những trái tim cô đơn tìm kiếm nửa kia của mình, nơi những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và cảm xúc bùng nổ. Tại đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi những khoảnh khắc đầu tiên khi hai người xa lạ gặp nhau, cảm nhận những rung động nhẹ nhàng qua từng câu nói, ánh mắt và chờ đợi khoảnh khắc họ quyết định sẽ cho nhau một cơ hội để viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình. Liệu hôm nay, những trái tim nào sẽ cùng chung nhịp đập và những cánh cửa nào sẽ mở ra để đón nhận một tình yêu mới? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Bạn muốn hẹn hò ngay bây giờ. Dạ cảm ơn anh ạ. À. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. À. Nhân dịp năm mới thì em cũng kính chúc cho chương trình à, hai ông mai bà mối à anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan dạ và toàn thể à, quý khán giả đặc biệt là gia đình à, bạn gái và bạn nữ đang ngồi bên kia cánh rèm ạ. À. Một năm mới thì à, thật nhiều à, niềm vui, hạnh phúc thì đông đầy, đặc biệt là nhiều sức khỏe để có những cái thành công hơn trong năm mới ạ. À. Rồi cảm ơn dạ. em trai. Cảm ơn cho em gửi à uh... Ngọc Lan đúng yeah. không? Rồi để em qua rồi, chúc em tự tặng cho bạn gái nha. Dạ yeah, rồi ngồi đi đi, cảm ơn em. Ngọc Lan. Dạ. Yeah. Đây, chúc mừng năm mới của bạn nhà trai tôi gửi. Dạ, yeah, cảm ơn chúc nhà trai. Chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc ha. Yeah. Có chồng ha. Yeah. Có chồng ha. Áo đấy. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Mọi yeah, điều cảm tốt cảm đẹp anh nhất ơi. nha. Dạ, Mỗi cảm lần ai tôi có chồng tôi lo quá. <cười> <cười> rồi thủ tục đã xong bây giờ mình tiến hành giờ cái công ta... việc hàng ngày đi mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên Huỳnh Minh Hải em năm nay 36 tuổi em đến từ bà rịa vũng tàu. Hải dạ... làm gì Hải? Dạ em làm trong khu du lịch ở à. à, vũng tàu luôn ạ. À. Khu du lịch mà làm gì cụ thể là nhân viên hay là? Trong khu du lịch thì em cũng hơi hơi gọi là đa năng một chút thì mình có là hướng nhân viên ừ. à, mình có là À, phụ trách những cái đoàn mà khách nước ngoài, ừ. dạ, với lại à, tham gia vào những cái khóa huấn luyện cho nhân viên ở đó, rồi, vậy là Để giỏi rồi, nghiệp vụ hay là ngoại ngữ. Ngoài ừ. ra thì còn à, công tác chính là ở bộ phận nhà hàng. Anh chàng chắc chắn là một người vô cùng hoạt ngôn, với khả năng ăn nói lưu loát và duyên dáng, không chỉ biết cách sử dụng ngôn từ mà còn biết cách làm chủ từng cuộc đối thoại. Với công việc là một hướng dẫn viên, anh ấy không chỉ cần sự hiểu biết sâu rộng về các địa điểm mà còn phải biết cách truyền đạt thông tin một cách hấp dẫn và lôi cuốn. Khả năng giao tiếp khéo léo của anh ta không chỉ khiến cho những câu chuyện trở nên thú vị hơn mà còn giúp anh dễ dàng xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh. Đặc biệt với cô gái hôm nay của chúng ta. ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Hải. Dạ thì ưu điểm của em là thiện lành, hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra thì em còn có đam mê về ngoại ngữ và giao tiếp với lại khách em hay làm việc với đoàn nước ngoài nữa đúng không dạ ngoài ra thì đam mê nữa là về thể thao thể thao dạ khuyết điểm là nhiều khi thì do mình dễ tin người quá rồi mời nhà gái ưu điểm nhà gái là gì nè ưu điểm của em á là đó là em rất là độc lập ít phụ thuộc cảm xúc vào người khác và cái thứ hai á là em rất là thích giúp đỡ mọi người ở xung quanh em còn là khuyết điểm của em á thì em hơi nóng tính một chút và nhiều lúc em quá chi tiết cho nên là em cũng nghĩ là em cần phải sửa những cái tính đó ừ, mình nhận ra được là tốt rồi đó yeah. cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ và tính cách nóng này thường thể hiện sự quyết đoán trong lời nói và hành động của mình mặc dù đôi khi có thể khiến người khác cảm thấy hơi em dè bởi sự thẳng thắn và nhiệt huyết của cô nhưng bên trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó lại là một trái tim vô cùng ấm áp và tràn đầy lòng nhân ái sự nhiệt tình của cô trong việc giúp đỡ không chỉ xuất phát từ trách nhiệm mà còn từ tình yêu thương chân thành đối với mọi người. Chính điều này đã tạo nên sự cuốn hút đặc biệt ở cô, khiến mọi người xung quanh không thể không yêu quý và trân trọng sự hiện diện của cô trong cuộc sống của họ. Mới gần đây, tụi em thì chia tay nhưng vẫn là bạn bè. Nhưng lý do sao chia tay? Dạ, chia tay là không phải là vì vấn đề về tình cảm hai người đã hết, ừ. nhưng mà vì vấn đề về kinh tế riêng của cô ấy, tài chính của cô ấy gặp phải một số vấn đề thì cô ấy không muốn em phải 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 mang gánh nặng đó và ngoài ra thì cô ấy còn có con riêng thì cô ấy không muốn làm gánh nặng cho em ừ. vì, vì lo cho em thôi thì, cô ấy thì cao cả dạ bây giờ chỉ là muốn hẹn bạn bè thôi ừ, dạ rồi mời nhà gái nhà gái chia sẻ về đường tình duyên của mình dạ đường tình duyên của em á thì trước đến giờ em có hai mối tình chính thức nhưng mà không có mối tình nào của em vượt quá 6 tháng hết <laughs> lời nguyện 6 tháng em? Dạ, yeah. tại vì em thấy là khi mà em quen thì em không có thấy sự kết nối giữa bạn nam với em Và em cảm thấy là em chưa tìm được cái người thích hợp để em chia sẻ những cái điều trong cuộc sống Rồi, nhà gái của chúng ta cũng có dài mối tình mà không có cái nào kéo dài quá 6 tháng anh chàng và cô gái mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn những mối tình chưa từng đi đến cái kết mà họ mong đợi đối với anh chàng những mối tình đã qua luôn để lại cho anh một cảm giác tiếc nuối bởi người con gái mà anh từng yêu sâu đậm đã quyết định rời xa anh lý do không phải vì tình cảm nhạt phai mà vì cô ấy lo sợ rằng anh sẽ phải gánh vác những gánh nặng không đáng có trong tương lai còn đối với cô gái câu chuyện của cô lại khác mỗi lần bước vào một mối quan hệ mới cô đều đặt niềm tin và hy vọng vào việc có thể xây dựng một tình yêu bền vững thế nhưng dường như số phận không muốn cô giữ được hạnh phúc lâu dài nhưng mối tình của cô thường chỉ kéo dài trong vài tháng chưa đến nửa năm là đã phải chia xa cả hai mỗi người một hoàn cảnh đều đã trải qua những mất mát và tổn thương trong tình yêu, dù lý do chia tay có khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là sự tiếc nuối và cảm giác chưa tìm được đúng người để đồng hành lâu dài trên con đường tình yêu. Nhưng mối tình đã qua, dù ngắn hay dài, đều không thể đưa họ đến bến bờ hạnh phúc mà họ hằng mong đợi, chỉ để lại những bài học và kinh nghiệm quý giá về cuộc sống và tình yêu. Ơ à, nhìn một chút là được à? Ừ nhìn <laughs> chút thôi dạ. hả? Mời ông Mai đi qua coi có qua ưa, coi, ưa không? Ưa nhìn thế nào tôi thấy rồi. À, nãy tôi qua tôi lì xì tôi thấy rồi, à. rất ưa nhìn. À, bây giờ à, vấn đề là em gái em thấy tiêu chí của nhà trai đưa ra vậy đó mình à, đáp ứng được nhiêu phần trăm Dạ em nghĩ là em đáp ứng được khoảng 80 phần ừ, trăm tại... dạ có bao giờ mà em ngồi nằm em nghĩ cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào không? em thì em tưởng tượng trong cái mẫu hình lý tưởng của em đó là một người cao to và cái thứ hai là một người có nụ cười rất là có duyên em không cần đẹp nhưng mà nụ cười hiền lành và có duyên Yeah. rồi có chúc thiền để thiền. coi gặp mình, nice, cái cười có duyên hay không? cười cái cho tôi coi coi, <laughs> có duyên lắm, có duyên. cười rất hiền lành. Em uh, ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ em á, thì em ghét nhất á, là đàn ông không có trí tiến thủ, à, lúc nào cũng nghĩ là phụ nữ đến với mình là vì vật chất. Cái thứ hai là em không thích đàn ông bê bối. Đàn ông thì không nên kỹ tính quá nhưng mà cũng không có nên bê bối quá bê bối quá thì em nghĩ là cũng giống như là không có thành công lắm có bê bối không? Với tiêu chí mà cô gái đặt ra, một chàng trai lý tưởng không chỉ cần phải hiền lành, thể hiện sự tử tế và chân thành trong mọi hành động, mà còn phải có trì tiến thủ, luôn sẵn sàng phấn đấu và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Cô mong muốn tìm được một người bạn đời biết trân trọng giá trị của sự cố gắng, người không ngại khó khăn và luôn hướng tới tương lai với tinh thần lạc quan, không ngừng cải thiện bản thân và khao khát xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Hơn, đối với cô, sự kết hợp giữa tính cách hiền hòa và ý chí vươn lên là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền vững, nơi cả hai cùng đồng hành và phát triển. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn em ở bên à, kia. Có bạn à. ha. Rồi, rồi đại diện rồi, nhà, nhà gái nhà mình gái à. phát biểu ý kiến đi nào. Hôm nay là ngày Tết, em cũng xin chúc à, hai anh chị anh và chị có một cái khởi đầu mới thật sự là nó hạnh phúc và viên mãn. Riêng em nhìn nhận anh Hải thì tính tình cũng khá dễ thương, nói chuyện cũng khá thông minh. Lát nữa mình sẽ được chiêm ngắm cái dung nhan của anh ha. Cho nên là mình nếu mà mình có chút điện á thì em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội em xin hết rồi à, em cảm, rồi, cảm ạ ơn mọi người cảm ơn em rồi, cảm, ơn, cảm ơn rồi nhà trai đi với ai nào dạ em đi một mình mong gia đình bạn nữ thông cảm ạ à, tại vì nhà em thì cũng 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 ít người á à. ừ. dạ, rồi mọi có mọi, ông dạ. mai không ông lo dạ dạ, dạ dạ, dạ, anh quỳnh linh ạ với chị lan dạ mở nào có gì cần cứ ở uh, anh ha dạ chuyện là bắt đầu đi hải <laughs> bước qua đi à, anh chào chào, anh chào hà thì uh, những dịp mới thì anh có uh, gửi tặng uh, lì xì cho em đến uh, người thân còn đây là sách uh, vì uh, anh nghĩ là sách thì nó có nhiều cái giá trị uh, sâu sắc thì anh mong là những cái nội dung trong đây sẽ giúp em trong cái công việc cũng như là những cái mối quan hệ hàng ngày anh yeah. gửi tặng hà yeah. <laughs> nice. yeah, em cảm ơn anh ạ à à em cũng có một cái quà xin tặng anh đó là cái ví thường thì cái ví nó hay đi theo người ta đi đến bất cứ nơi nào cho nên là em cũng muốn là cái đồ mà em tặng anh nó cũng đi với anh bất cứ nơi nào và trong cái ví này em có khắc một cái lời chúc đó là chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh cảm ơn hà rất nhiều ạ rồi hai bạn về ghế ngồi đi rồi bắt đầu trò chuyện đi mấy chục năm trong cuộc đời này ta mới gặp nhau lần đầu tiên đó ấn tượng đầu tiên của anh gặp em ấy, thì anh thấy là em có phù hợp với cái mẫu người mà anh thích không à, anh thấy hà nhìn rất là chững chạc khá là sâu sắc thì anh nghĩ là chắc cũng phù hợp với lại suy nghĩ của anh hiện cả <laughs> <laughs> Tại là anh đang sinh sống ở Vũng Tàu đúng không ạ? À Thì uh, ví dụ như là em thấy một số bạn nam á, Thì thường họ rất là ngại đi xa để đưa đón các bạn nữ Thì đối với anh thì nó như thế nào ạ? À? Đối với anh thì chỉ cần cái lý do thôi Thì còn về cái khoảng cách thì anh nghĩ Vũng Tàu với lại Sài Gòn thì cũng, cũng, cũng không có xa lắm Đối với anh chàng, khoảng cách địa lý dường như chỉ là một con số vô nghĩa, không thể cản trở tình cảm và sự quyết tâm của anh. Anh đã chứng minh điều đó qua từng hành động. Từng lời nói, khi anh không ngần ngại vượt qua những giao cản về không gian và thời gian chỉ để có thể tiến gần hơn với cô gái mà anh đã dành nhiều tình cảm. Sự chân thành của anh không chỉ thể hiện qua những lời hứa hẹn, mà còn qua việc anh luôn sẵn sàng tìm hiểu, lắng nghe và thấu hiểu cô. Với anh, khoảng cách không làm yếu đi tình cảm, mà ngược lại, nó chỉ càng làm nổi bật lên khát khao và quyết tâm được gần gũi, được chia sẻ và xây dựng một mối quan hệ bền vững cùng cô gái đặc biệt này tương lai thì hãy có thể hỏi Hà bao lâu thì chúng ta kết hôn và nếu kết hôn với nhau thì mình sống ở đâu em thì em xác định sống ở sài gòn luôn à. cho nên là em muốn là sau khi kết hôn thì ở sài gòn luôn tại vì công việc nó sẽ thuận lợi hơn à và cái thứ hai thì em muốn nếu mà quen và cưới thì có thể là từ 6 tháng trở đi là được rồi ừ. là đủ để tìm hiểu đủ để hiểu nhau và đủ về đủ để gặp gỡ mọi người trong gia đình à. hiện tại thì em làm nhân viên văn phòng dạ đúng rồi văn phòng ở Sài Gòn thì nó có nhiều cái cái công công ty nhiều cái uh, cơ hội cho mình nhưng mà về Vũng Tàu á cũng không phải là thiếu cơ hội đâu nếu mà sau khi mình tìm hiểu á mà mình cảm thấy mà uh, gắn bó thì anh có thể là hỗ trợ em sẽ có một công việc tốt hơn để thuận lợi cho hai bên gặp gỡ. Yeah. Yeah. Hôm nay cũng uh, ngày uh, dịp Tết á, thì em có uh, góp một phần chương trình cả nhà gửi đến Hà với lại toàn thể mọi người mời đêm mời đêm <laughs> em xin phép em xem lời được không được xem đi Dạ em xin uh, trình bày uh, bài hát thi thầm mùa xuân hát cho Hà nghe là chính đó từng chơi nón xanh mênh mang từng hát mưa long lanh rơi mùa xuân và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm làn gió khe vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh Để rồi đắm say Để rồi ngất ngây Mày Hơi đông xíu mọi người Thông cảm không ra gì đấy <laughs> Chúng khét đấy người Tới Hà đi Dạ thì nhân đây á Thì em cũng có một bài hát xin tặng Anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và quý vị khán giả một bài hát Chúc Xuân Đó là bài Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vầy Mọi người là tay cho em mất luôn Mừng Tết đến vào lúc đến Nhà nhà cây mai vàng cây nâu hồng thắm tươi Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang Bà kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết đây. Tết đến đoàn tụ cùng đôi bánh trưng xuân chào xuân đang sang. Yeah. Anh chàng và cô gái không chỉ có nhiều điểm chung về sở thích và tính cách mà cả hai còn cùng chia sẻ một niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc được thể hiện rõ ràng qua giọng ca đầy cuốn hút của họ. Giọng hát của họ không chỉ làm say đắm lòng người mà còn là cầu nối gắn kết hai tâm hồn đồng điệu, mỗi khi cắt lên là như hòa quyện vào nhau, tạo nên một giai điệu ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. Có phải chúng ta đều đồng ý rằng họ thực sự sở hữu giọng ca rất hay? Phải không mọi người? 1 2 3 Chúc mừng Cảm ơn Hải với Hạ đã chính thức hẹn hò với nhau Nóng tay nhau đi nào Hải Một nụ hôn đầu tiên Một nụ hôn đầu xuân Vậy là sau những phút giây hồi hộp và đầy cảm xúc Chàng trai và cô gái đã tìm thấy điểm chung Vượt qua những giao cản để đến với nhau Tình yêu đã nở hoa ngay trước mắt chúng ta Khi họ quyết định trao nhau cơ hội để viết tiếp một câu chuyện tình đẹp đẽ Đây chính là khoảnh khắc mà chương trình bạn muốn hẹn hò luôn mong đợi Đến nơi hai trái tim đồng điệu tìm thấy nhau giữa muôn vàn người hãy cùng chúc mừng cho cặp đôi hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để chứng kiến thêm nhiều câu chuyện tình yêu ngọt ngào và bất ngờ trong những tập phát sóng tiếp theo hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau